Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối an lành và ấm áp bên gia đình. Video này tôi muốn chia sẻ cho mọi người cái cách để không bao giờ trong suốt cuộc đời mình bị sỏi thận, hoặc là những người bị đã một sỏi thận rồi thì không bao giờ bị tái phát lại lần thứ hai. Những điều tôi nói đây đều là những điều mà từ các công trình nghiên cứu ở thế giới và Việt Nam đã chứng minh rồi. Tôi không hề tự thêm bớt điều gì. Chính vì vậy, nếu các bạn muốn không bao giờ bị sỏi thận thì đừng bỏ qua chi tiết nào trong video này, vì tôi sẽ chia sẻ một vài bí mật mà các bạn không bao giờ được đọc trên báo và mạng. Để tôi nói cho các bạn nghe một bí mật này: sỏi thận hay sỏi tiết niệu là một bệnh lý hay gặp ở đường tiết niệu và nam giới có tỷ lệ nhiều hơn nữ, độ tuổi từ 35 đến 50 và đặc biệt là độ tuổi trên 40. Và các bạn có biết không? Theo một nghiên cứu, sỏi thận chiếm tỷ lệ 3% dân số. Tức nước ta có 100 triệu người thì có tới 33 triệu người bị sỏi thận tiết niệu. Và tương ứng với 63 tỉnh thành, có nghĩa là mỗi tỉnh thành có tới 50.000 người bị sỏi thận và tiết niệu. Và có thể bạn là một trong số những người sắp bị sỏi thận tiết niệu. Và thực ra viên sỏi là cái gì và vì sao nó lại hình thành trong cơ thể chúng ta? Thực ra viên sỏi không khác gì ngoài hai thành phần này. Một là chất mucoprotein, nó đóng vai trò như một chất keo để kết dính các loại hạt tinh thể lại với nhau tạo thành viên sỏi. Và thứ hai, các bạn biết rồi đấy, đó chính là các hạt tinh thể giống như canxi, phosphat, oxalat, magie, vân vân, nó có trong máu, có trong nước tiểu của chúng ta. Và vì rằng các cái chất đó lại kết dính với nhau tạo thành nước tiểu, thì viên sỏi nó hình thành khi các cái thành phần trong cái nước tiểu khoáng, các cái loại chất lỏng hay là axit bị mất cân bằng do cái độ pH của nước tiểu thay đổi, hoặc là nó nước tiểu bị cô đặc. Thì chúng ta nắm rõ được hai cái điều này thì chúng ta sẽ tránh được nó hình thành viên sỏi. Với những trường hợp mà do độ pH của nước tiểu thay đổi thì do những nguyên nhân nào, chúng ta sẽ loại bỏ nguyên nhân đó. Trường hợp mà cô đặc nước tiểu do đâu, chúng ta sẽ loại bỏ cái đó. Trường hợp các cái tinh thể quá nhiều thì vì răng lại nhiều, chúng ta sẽ loại bỏ cái đó. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị sỏi thận nữa. Tôi xin chia sẻ cho các bạn một điều bí mật nữa. Đó là phần lớn sỏi mà chúng ta mắc phải là có bốn loại. Đầu tiên phải kể tới là sỏi canxi. Thứ hai là phải magie, amoni, phosphat. Thứ ba là arít và thứ bốn là xít-tinh. Trong đó 80 đến 90% là sỏi canxi. Và vì răng lại hình thành sỏi canxi và chúng ta phải loại bỏ cái sỏi này như thế nào? Đây, để tôi nói cho các bạn nghe. Sỏi canxi thì có 3 loại. Đó là sỏi canxi oxalat, canxi phosphat và canxi oxalat phosphat. Và thường những cái người mà hay ăn loại thức ăn này quá nhiều hoặc uống những cái thứ nước này quá nhiều thì sẽ gặp phải tình trạng này. Đó là các loại đậu như đậu phộng này, đậu xanh, đậu đậu, đậu muồng, đậu bắp này. Các cái loại mà rau muống này, hay là các cái loại cà phê này, trà đặc này. Và một số cái loại bệnh lý chuyển hóa hoặc là một số người bệnh mà bị phẫu thuật đường ruột để rối loạn quá trình hấp thu canxi và tạo thành sỏi. Như các bạn đã biết đấy, đối với những trường hợp mà như ăn các cái loại đậu bắp hay là ăn loại rau muống quá nhiều, đặc biệt là những cái trường hợp mà họ bị thoái hóa khớp gối, thì sau khi nghe lời khuyên của những người khác á, thì về nên ăn đậu bắp để mà tạo ra chất nhờn khớp gối, thì họ ăn một thời gian quanh năm suốt tháng. Và sau một thời gian khớp gối của họ thì có đỡ, tạo thành chất nhờn. Nhưng mà ngược lại họ lại bị sỏi thận, nhất là sỏi canxi. Và để các bạn tránh được cái tình trạng này thì tôi khuyên các bạn có ăn đậu bắp thì cũng ăn theo cách nhật, cách tuần, cách tháng. Các bạn không nên ăn liên tục hàng tháng, hàng tuần và hàng năm. Thứ hai nữa, những người bị ăn rau muống nhiều hoặc là nghiền ăn rau muống, thì trong rau muống có một số chất sẽ tạo nên các cái bệnh lý về các loại khớp như thoái hóa hay là viêm các cái đa khớp. Và ngoài ra ăn rau muống còn bị sỏi canxi nữa, nên các bạn hạn chế ăn. Nên ăn nhưng mà ăn cắt thưa dần ra, không nên ăn một lúc, ăn hàng tháng nhiều lần. Còn đối với những cái trường hợp mà như uống cà phê nhiều hay là uống trà đặc quá, thì không những các bạn bị mất ngủ, ảnh hưởng các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đái đường, mà các bạn có thể bị các bệnh như suy yếu chức năng sinh dục, đặc biệt là
chức năng sinh dục nào bị suy yếu. Thứ hai, các bạn có thể bị các loại bệnh như tim mạch, đái đường, huyết áp, vân vân, và nguy cơ nữa là các bạn bị sọ, sọ canxi. Và một số người mà ăn muối quá nhiều hay là chế độ ăn mặn cao thì các bạn biết rồi đó, ăn muối cao thì nó giữ nước, nó sẽ gây ra các bệnh như béo phì hay là huyết áp. Ngoài ra ăn muối cao có ảnh hưởng đến các cái bệnh lý như thận tiết niệu, đặc biệt là sỏi thận. Còn một số bạn tôi thấy, đặc biệt là các bạn sinh viên hay là các bạn học sinh, tôi thấy là buổi sáng các bạn không có thời gian ăn uống kịp, nên là các bạn thường ra các quán vỉa hè ăn, mà đặc biệt là ăn một món đó là xôi đậu xanh đó, và các bạn thường ăn liên tục có năm như vậy, nên là tôi thấy có rất nhiều người ăn theo chế độ như vậy thì thật là quá nguy hiểm. Nó không những không tốt cho sức khỏe chúng ta, thiếu chất mà một số chất lại dư gây ra sỏi thận, gây ra các bệnh lý khác nữa. Nên các bạn hãy cân nhắc ăn uống, thì ăn uống nên ăn uống đều các chất ra, ăn uống nhiều món ra, không nên ăn tập trung một món nào. Phần 2 cho tới. Cái loại sỏi thứ hai mà hay gặp ở người Việt Nam chúng ta, đặc biệt chỉ có người Việt Nam chúng ta mới hay gặp thôi, đó là sỏi magie ammoni phosphate. Loại sỏi này hình thành do những cái bệnh lý nhiễm trùng tạo thành cái môi trường để cho phosphor và magie nó kết tinh lại với nhau, nó tạo thành viên sỏi. Lý do vì rằng các bệnh lý nhiễm trùng lại tạo nên môi trường thuận lợi cho hai chất này tạo thành viên sỏi, đó là có một số loại virus nó tiết ra một số chất gọi là men ure, urease, nó phân giải ure thành ammoniac, từ đó tạo thành môi trường thuận lợi cho cái loại sỏi này tạo thành. Nhưng cũng chú ý, nếu cái pH của nước tiểu chúng ta mà trở nên bé hơn 6 thì nó lại tạo cho các loại sỏi urat. Đặc biệt nên tôi khuyên các bạn, những người mà bị có các triệu chứng như tiểu nhiều này, đặc biệt tiểu về ban đêm này, tiểu bút, tiểu rát, hay là cảm giác nóng khi đi tiểu này, hay là tiểu nước mà đục này, hoặc là đau vùng thắt lưng, đặc biệt là dưới xương sườn, hoặc đau vùng bụng trước và đi xuống đường tiểu tiện, thì các bạn nên đi khám định kỳ 6 tháng một lần, hoặc là các bạn nên đi khám đi. Tại vì có những trường hợp như vậy có khả năng các bạn đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu, và khi bị nhiễm trùng đường tiểu thì các bạn đã tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho tạo nên cái viên sỏi này. Chính vì sao Việt Nam chúng ta lại hay gặp cái bệnh lý sỏi loại này, tại vì người Việt Nam chúng ta khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu là ngại, tức là họ rất ngại đi khám trong cái đường tiết niệu này. Chính vì vậy họ cứ để lâu, và khi mà để lâu thì nhiễm trùng mãn tính dần dần, thì tạo một cái môi trường quá thuận lợi thì làm sao mà phốt pho với lại magie không tạo thành sỏi được, đúng không này? Và tôi cũng nhắc các bạn nữa, đối với những trường hợp này chúng ta nên uống nước nhiều, và đặc biệt loại sỏi nào cũng vậy, chúng ta phải uống một lượng đủ nước đủ lớn, ít nhất là mùa hè này thì phải là trên 2,5 lít hoặc là 3 lít một ngày, thì chúng ta mới tạo được cái môi trường thuận lợi cho nước tiểu lưu thông, và khi nước tiểu lưu thông thì không có cái viên sỏi nào có thể tạo thành được. Các bạn cứ tưởng tượng đi, đường tiểu tiện chúng ta cũng như một cái dòng sông, nếu nước tiểu ít, cái đường tiểu tiện không lưu thông cũng như dòng sông bị tụ lại, nó tạo thành dòng sông chết. Dòng sông rất chi là ô nhiễm, cũng như trong cơ thể chúng ta, nếu nước tiểu nó ít quá không lưu thông thì nó tạo thành môi trường thuận lợi cho tạo thành cái cặn, nó tạo thành viên sỏi. Và đây mới là cái phần thú vị nhất của video này, đối với những người nhậu nhẹt nhiều này, đó là loại sỏi thứ ba, đó là sỏi urat. Loại sỏi này hay gặp ở những người tức là hay ăn protein mà có nhân purin, hay là những người mà thiếu nước, hoặc là những người mà bị bệnh gút. Các bạn chú ý nhé, đặc biệt những người hay nhậu vì công việc, vì bạn bè tụ họp thường xuyên. Tôi không phản đối nhậu, nhưng nhậu thường xuyên quá, nhậu nhiều quá, nó lại gây nên nhiều hệ lụy khôn lường. Ví dụ như những người hay nhậu thì hay ăn các cái món nhậu đó là các protein mà có nhân purin, ví dụ như này thịt vịt này,
cá khô này, tôm khô này, hay là các cái loại tạng của động vật giống như gan lát vịt, gan lát gà, rất ngon đúng không? Nhưng mà chúng ta không nên ăn quá nhiều. Và trường hợp thứ hai là những người bị bệnh gút, đã bị bệnh gút rồi mà còn nhậu nhiều nữa, và đặc biệt nhậu các cái loại tạng động vật nữa thì càng bị bệnh gút trầm trọng, càng bị sỏi trầm trọng hơn nữa. Và những người mà thiếu nước, đặc biệt này, những người thiếu nước tôi vừa nhắc tới đó, chúng ta nên uống nhiều nước lên. Khi nói đến vấn đề nước, tôi cảm thấy khát nước rồi. Xin lỗi các bạn nhé, tôi uống chút nước để phòng sỏi thận. Chai này 1,5 lít một ngày, tôi uống hai chai này. Nước đối với tôi không thiếu, ngày nào cũng đem chai bên mình, nên tôi không bao giờ lo sỏi thận. Và loài sỏi cuối cùng là loài sỏi xuất tinh. Loài sỏi này hay gặp ở những người mà có yếu tố di truyền, bài tiết một lượng axit amin nhất định. Những cái loại này liên quan đến yếu tố di truyền nên tôi không nói nữa, tỷ lệ rất nhỏ. Vừa rồi thì tôi chia sẻ cho các bạn cái cách để đề phòng bị sỏi thận hay là đề phòng tái phát sỏi thận ở những người đã mổ sỏi thận rồi. Và chỉ cần các bạn thực hiện theo những cái lời khuyên của tôi đảm bảo các bạn không bao giờ bị sỏi thận. Và các bạn cũng chú ý cho tôi, chúng ta nên đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để chúng ta có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình, cũng như ngăn ngừa các loại sỏi còn nhỏ chưa hình thành hoặc là loại cái sỏi đã lớn để chúng ta có phương pháp điều trị thích hợp. Có nhiều người đặt câu hỏi cho tôi vì rằng tôi đã chụp phim X quang rồi mà lại không có sỏi, hôm nay lại là chẩn đoán sỏi cho tôi. Thì tôi cũng xin nói rõ cho mọi người rằng X quang chúng ta chỉ phân biệt được một số loại sỏi cản quang như sỏi canxi, còn một số các loại sỏi khác thì nó không thể cản quang được và trên phim X quang không thể biết được. Vậy chúng ta cần phải siêu âm. Siêu âm vừa có thể đánh giá được tình trạng gan mật, tuyến tụy, nội tiết, các cái loại tuyến thận bằng quang, và vừa có thể biết được có bị sỏi hay không. Nên chúng ta đó là một phương pháp để chúng ta xác định có bị sỏi hay không, cực kỳ hiệu quả. Các bạn hãy đặt câu hỏi cho tôi về đề tài này hoặc là đề tài khác, tôi sẽ trả lời cho các bạn ở những video tiếp theo. Và những video lần sau tôi có thể trình bày cho các bạn cách điều trị từng loại sỏi, từng vị trí, ở những cái vị trí như thận bằng quang hay là niệu đạo hay là bệ thận, đại thận, vân vân, và điều trị ở nhà không cần tới bệnh viện. Các bạn hãy đăng ký kênh của tôi hôm nay nếu không muốn bỏ lỡ video ngày mai. Xin cảm ơn các bạn.